Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền là một địa phương ven biển, kinh tế chủ lực là nuôi trồng thủy hải sản Hà Triều và Cao Triều. Diện tích nông nghiệp không nhiều, đất nhiễm mặn và phèn khiến cho nông nghiệp không phải là một lợi thế của vùng đất này. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Quảng Công không có những món đặc sản riêng biệt và độc đáo. Dọc đường về Quảng Công trong những tháng đầu hè, người đi đường sẽ cảm thấy thú vị bởi những ruộng ớt, ruộng khoai và ruộng dưa gang chạy dọc theo con đường liên xã, chạy qua Quảng Công và về các xã ven biển khác của Quảng Điền và Phong Điền bên bờ phả Tam Giang. Đó là những đặc sản nông nghiệp của vùng đất này. Toàn xã có khoảng 15 hecta trồng khoai lang và 35 hecta trồng dưa gang sau vụ lúa. Dưa gang trồng trên đất cát, vỏ mỏng, ít ruột, thịt giòn và thơm ngọt. Loại dưa này dễ trồng, cách trồng và chăm sóc khá đơn giản, ít sâu bệnh gây hại. Ở Quảng Công, người nông dân cũng ít sử dụng các loại thuốc trừ sâu cho cây trồng, nên dưa gang Quảng Công được xem là một nông sản sạch. Hái xong có thể thử ngay tại ruộng. Một sào dưa gang trung bình cho lại từ 2 đến 3 triệu đồng. Cũng như dưa gang, khoai lang cũng là một đặc sản của vùng đất cả Quảng Công, đặc biệt là hai loại khoai lang tím và khoai lang vỏ đỏ ruột trắng mà người dân địa phương vẫn gọi là khoai dâu. Với 15 hecta, khoai lang được trồng 2 vụ, mỗi vụ đạt sản lượng khoảng 12 tấn một hecta. Mỗi hecta thu lại khoảng 30 triệu đồng. Đây là loại cây có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay tại xã Quảng Công. Cái nông nghiệp của chúng ta là địa bàn của xã Quảng Công thì cái diện tích là 126,29 ha, đa số là trồng lúa và trồng cây công nghiệp ngắn ngày, chủ lực là cây lúa, cây ớt và cây khoai. Và đặc biệt năm vừa qua thì bà con cái thu nhập khoai cũng rất là có hiệu quả, là một ký khoai 8 đến 10.000 đồng và mỗi sào là thu đến 4-5 triệu đồng cho một sào khoai. Các năm trước thì chúng tôi làm lúa, nhưng qua tình hình 2 năm nay thì thời tiết nắng hạn có thể nước mà tưới lúa được chúng tôi chuyển qua màu, mà chủ yếu là khoai lang. Năm 2014 là chúng tôi chỉ có là 7 hecta thôi, nhưng 2015 chúng tôi đã chuyển qua được 10 hecta. Giá trị khoai lang thì một sào rồi là được khoảng 4 tạ, tính giá thị trường khoảng được 4 triệu. Chúng tôi một vụ màu riêng không á, thì cũng được là 80 triệu, cộng thêm sau khi họ thu hoạch xong thì họ làm dưa là cũng được là một sào 20 triệu. Trong 10 hecta nữa, vụ đúng xuân vừa rồi á, 2015 thì chúng tôi giá thành một hecta được 120 triệu. Khoai lang và dưa gang là hai sản phẩm nông nghiệp ngắn ngày có chất lượng và sản lượng tốt ở Quảng Công. Tuy nhiên, việc tiêu thụ chủ yếu vẫn do bà con tự lo và thị trường tiêu thụ vẫn chủ yếu là tại địa phương và một số xã lân cận. Thỉnh thoảng mới có thương lái đến mua từng ruộng, song số lượng chưa nhiều và vẫn khá manh mún. Do chưa có đầu ra nên chính quyền địa phương cũng chưa mạnh dạn mở rộng thêm diện tích trồng trọt. Tháng 8, những ruộng dưa và khoai lang dường như đã được thu hoạch gần hết. Nhưng về Quảng Công, khách đi đường mùa này lại bị hụt mắt bởi một vườn thanh long đang mùa triệu hoa và quả. Đó là vườn thanh long của anh Võ Văn Thi ở thôn 4. Là một doanh nhân ở Sài Gòn. Trở về quê nhà sau nhiều năm bôn ba xứ người, anh nhận ra rằng quê mình có quá nhiều tiềm năng để làm giàu, chứ không như danh mang là một vùng quê nghèo đất cát. Để chứng minh điều này, anh đề nghị chính quyền cho anh được trồng thử nghiệm cây thanh long trên vùng đất cát. Bỏ tiền thuê đất, thuê người, từ học hỏi kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc cây theo từng quy trình, từ quản lý và chỉ đạo. Sau hơn một năm thử nghiệm, hiện hai sào thanh long của anh đã đơm hoa kết trái cho vụ mùa đầu tiên hơn cả mong đợi. Định là không có cái vùng nào có thanh long ngọt như thế này. Tất cả những chuyên gia đều nhận định đây là do đất, chứ không phải là do cái chuyện mình chăm sóc mà cho trái ngọt. Và sản phẩm của mình là sản phẩm hoàn toàn sạch với cái công nghệ tưới nano của trường cao đẳng công nghiệp, không sử dụng bất cứ một cái loại thuốc kích thích nào. Bà con ở đây và chính quyền ở đây thì họ đang nhìn cái thành quả của cái vườn thanh long này
tức là cái hiệu suất của nó, hiệu quả của nó, nếu mà đạt yêu cầu thì lúc đó mới có mô hình để nhân rộng ra cho bà con. Nhưng mà thật sự mình, mục đích của mình là mục đích muốn chuyển giao cái công nghệ đó cho bà con ở đây. Mình có rất nhiều người bạn thân ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã từ hai bàn tay trắng trở thành đại nghiệp do cái này. Chính cái tư tưởng đó mình mới nói là ở quê này cũng vậy. Hiện nay mình đang thuần túy nông nghiệp nghèo mà. Tại sao mình không tính cái chuyện là chuyển đổi cây trồng có hiệu quả để cho bà con làm. Mà lúc đó đã làm nhiều thì là rất là dễ. Vì lúc đó càng dễ có thị trường hơn. Như thị trường xuất khẩu của cây thanh long hiện tại là có thêm Canada này, Úc Châu này. Đó, những nước đang vừa xuất được thanh long của Việt Nam. Thì như vậy là cái thanh long càng ngày càng có giá trị. Hiện tại thì chưa giúp được cho bà con. Nhưng mà sau này bà con nhìn đó là một cái tấm gương. Bà con nhìn vào đó giống như những người có cái ruộng như vậy. Những gia đình có cái vườn là nắm sao một mẫu, hiện tại đang bỏ hoang hoặc trong những cái rau chỉ vu vơ cho vui, thu hoạch không đáng bao nhiêu, kinh tế bao nhiêu cả. Thì lấy học hỏi anh Thi đó, lấy giống của anh Thi đó, kinh nghiệm của anh Thi, kỹ thuật của anh Thi, hoặc là sau này bà con đem về trồng, sau này bà con trồng mà có quả như anh Thi, thì anh đầu ra anh Thi có, thì đầu ra của dân cũng có. Đó là một cái suy nghĩ của tôi là như vậy. 9.3 m² này là cũng phải gần 1.000 trụ. Anh Thi cho biết vườn thanh long này sẽ cho quả thu hoạch trong 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch. Mỗi tháng cho 2 đợt thu hoạch, trung bình mỗi đợt là 6 tạ quả. Giá mỗi cân thanh long mua tại vườn từ 15 đến 20 nghìn đồng. Như vậy, mỗi đợt thu hoạch thu được trên dưới 10 triệu. Năm đầu tiên, dự kiến anh sẽ thu được 80 triệu đồng từ cây thanh long. Một điều quan trọng là ngoài tưới nano bạc, hiện vườn thanh long này không sử dụng một loại thuốc trừ sâu nào khác, đảm bảo cho sản phẩm sạch, quả ngọt và thơm. Ông chủ vườn thanh long cho biết, mong muốn lớn nhất của mình là có thể chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho bà con, để người nông dân trên đất Quảng Công có thêm một giống cây trồng mới, hợp thổ nhưỡng, vừa dễ trồng, vừa đạt hiệu quả kinh tế cao. Anh Thi cũng cho biết, bản thân anh sẽ đứng ra kết nối với các doanh nghiệp thu mua nông sản để giải quyết đầu ra cho bà con khi thanh long được nhân rộng diện tích và có kết quả tốt. Cây thanh long này, nói chung là dân ở đây, bà con họ sẽ đầu tư được. Với cái lý do họ có công rồi. Và diện tích đất ở đây thì dĩ nhiên là không có lớn được. Tại vì đất của mình ở đâu mà có nhiều được. Do đó họ trồng 100 trụ, 50 trụ, 200 trụ. Thì với mấy chục trụ, trăm trụ đó đầu tư không bao nhiêu cả. Cái thứ hai cũng dễ chăm, dễ trồng. Đó, rồi ví dụ giống như mình ở đây thì mình còn đầu tư hệ thống tưới phun đồ các thứ, nó mới tốn kém. Còn thật sự ví dụ một cái vườn khoảng 100 gốc cho một người hộ gia đình họ tự chăm thì họ đâu có cần phải đầu tư máy móc thiết bị gì đó, không cần. Thậm chí ví dụ giống như là từ cái phân này, rồi rơm này, đồ các thứ họ tận dụng trong chỗ chăn nuôi của họ chăm luôn, không cần phải đi mua nữa, vẫn có thể làm được. Với vai trò của địa phương thì cũng rất chi hoan nghênh anh Thi ở xa nhưng thử nghiệm cái mô hình đầu tiên của địa bàn tăng xã. Nếu mà có hiệu quả trong thời gian tới mà ổn định thì với vai trò của chính quyền địa phương thì cũng tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con để mà trồng cây thanh long để đem thêm thu nhập cho bà con. Mới đây, Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công của xã Quảng Công cũng triển khai thí điểm trồng lúa và khoai lang sạch theo hướng chỉ bón phân hữu cơ Quế Lâm. Theo ông Lê Công Lợi, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công, nếu mô hình thí điểm trên diện tích 500 m² này thành công, sẽ nhân rộng trên nhiều diện tích khác. Tập đoàn Quế Lâm cũng sẽ cam kết đảm bảo đầu ra cho các nông sản này, tạo thu nhập ổn định cho người trồng lúa, trồng khoai. Hợp đồng về Quế Lâm là một sao chúng tôi thu hoạch 5 tạ bên ở cung cấp phân, mà nhưng trong hợp đồng có nói hợp tác xã không bơm thuốc diệt cỏ, không bơm thuốc trừ sâu, không bỏ đạm urê, không bỏ lân cali, nói chung lại là về hóa học không bỏ. Vụ hè thu này chúng tôi làm điểm, nếu như kỳ thành công vụ đúng xuống tới chúng tôi sẽ mở rộng diện tích nhiều hợp đồng về là tập đoàn Quế Lâm để làm ở đây, là làm muốn rằng cho mọi người dân là thượng rau khoai và củ khoai là sạch và để bung ra thị trường bán cho các đó là ở trên toàn tỉnh là bằng rau sạch và khoai sạch và lúa sạch.
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cho những cây nông sản đặc thù, thử nghiệm thêm giống cây mới, liên kết với nhà đầu tư để sản xuất nông sản sạch theo hướng có đầu ra đảm bảo, đang là một hướng đi mà chính quyền và nông dân xã Quảng Công cần mạnh dạn nhìn thấy và thực hiện. Đất cát vẫn có nhiều tiềm năng để đổi đời và phát triển, không chỉ với thủy sản mà còn với cả những nông sản đặc biệt.